Lặn lội hơn 300 cây số từ Đắk Lắk xuống điều trị tại bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2 từ tháng 4 năm nay, bà Hà Thị Ngọc từng gặp không ít khó khăn. Gia đình làm nông, điều kiện kinh tế eo hẹp, tìm một nơi trú chân trong những ngày chiến đấu với căn bệnh ung thư là điều khiến bà trăn trở. Thì hai mẹ con thì trọ bên đấy chỉ có ngủ cái giường bố thôi. Thì hai mẹ con một ngày 100. Thì lúc đấy không biết phải làm thế nào. Cái thì lo tiền chữa trị, cái thì nhà trọ cũng là không biết phải làm cái gì để mà ra tiền. Thì bệnh là phải chữa. Sau đó gặp cháu giới thiệu đây, cô đi nhà trọ không đồng không. Lúc đó cô mừng chết đi được, cũng như gặp được một cục vàng vậy đấy, là vui lắm. Cách bệnh viện Ung bướu chừng 1 cây số, có một nhà trọ đặc biệt ở số 1 ngõ 2B đường số 1A, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức. Phí lưu trú với bệnh nhân ở đây là 0 đồng, tức hoàn toàn miễn phí. Thế là cô theo cháu đến đây từ bữa đấy đến giờ cũng 2 lần rồi. Lần này tôi vào xã trị thì đến đây đều cho ăn cho ở, thì nước nôi các thứ thì không thiếu một cái gì. Với quy mô 100 giường một tầng, căn nhà 3 tầng có thể tiếp cùng lúc 300 bệnh nhân đến ở. Bệnh nhân tới ở chỉ cần đưa giấy tờ tùy thân và giấy tờ liên quan bệnh án. Nhà trọ sẽ đăng ký lưu trú với công an rồi tiếp nhận. Trước đây thì gia đình có đi vào bệnh viện để mà chăm sóc cũng như là nuôi dưỡng bệnh nhân. Thì trong quá trình đi lại đó thì cũng thấy được nhiều cái hoàn cảnh những bệnh nhân đó, người ta rất là khó khăn về chỗ ở cũng như là cái phương tiện đi lại. Thì từ đó gia đình mới nghĩ ra là sẽ làm một cái điều gì đó có thể giúp đỡ những bệnh nhân ở tỉnh, những người khó khăn trong cuộc sống, không may gặp phải những cái bệnh này. Hiện nhà trọ vẫn còn nhiều chỗ trống, sẵn lòng mở cửa đón nhận các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang tìm nơi lưu trú. Thì cảm ơn, chắc suốt đời này chắc mình cũng không trả được. Có cái gì đó là nó cao hơn cái từ cảm ơn đó, thì mới xứng đáng. Đối với mình mà nói thì bệnh nhân nào mà miễn hết bệnh đi về với gia đình là mình sẽ cảm thấy vui rồi. Cái niềm vui đó là mình đã giúp ích được cái gì cho cộng đồng, và mình chia sẻ được một phần khoản chi phí trong cái quá trình điều trị của bệnh nhân. Mình cũng muốn gửi đến bệnh nhân là hãy tìm đến cái địa chỉ 1/2B, khu phố Nhân Dân, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức, và số điện thoại hotline là 0906 623 460 để được chúng tôi hỗ trợ và giúp đỡ.